Rồi là chân xe vặt cho anh ta. Anh ta đã từng nhìn thấy anh chị Đông trên máy tính của mình, biết mối quan hệ của mình với chị ấy, thế mà vẫn cố tình tán tỉnh. Anh ta dám coi thường mình. Dẫn cá chém thớt đấy à? Dạ không ạ. Nếu không làm được ấy thì nói với tôi để tôi bảo người khác. Dạ em làm được ạ. Cái thái độ vừa rồi là gì? Dạ vì em giận. Em giận bản thân em ạ. Vì em đã không tìm được cách thuyết phục trên diễn ký hợp đồng, làm cho sếp không vui. Em xin lỗi sếp. Nếu bức tức về công việc thì là tốt. Tôi tưởng cậu bất mãn với tôi vì một lý do nào đó mà không dám nói ra. Dạ. Có không? Không có. Nếu có ấy, thì cứ mạnh dạn nói ra. Tôi sẵn sàng lắng nghe mà. Còn nếu có mà không dám nói ra thì đấy gọi là hèn. Giờ mình là chân xe vặt cho anh ta. Anh ta đã từng nhìn thấy ảnh chị Đông trên máy tính của mình, biết mối quan hệ của mình với chị ấy mà vẫn cố tình tán tỉnh chị. Anh ta dám coi thường mình. Cả chém thớt đi à? Dạ không ạ. Nếu không làm được ấy thì nói với tôi để tôi bảo người khác. Dạ em làm được ạ. Cái thái độ vừa rồi là gì? Dạ vì em giận. Em giận bản thân em ạ. Vì em không tìm được cách để thuyết phục chị Diễm ký hợp đồng, em làm sếp không vui. Em xin lỗi sếp ạ. Nếu phẫn nộ vì công việc ấy thì là tốt. Tôi tưởng cậu đang bực tôi mà không dám nói ra. Có không? Giờ mình là chân sai vặt cho anh ta à? Anh ta đã từng nhìn thấy ảnh chị Đông trên máy tính của mình, biết mối quan hệ của mình với chị ấy, thế mà vẫn cố tán tỉnh. Dám coi thường mình à? Cái gì đấy? Dạ. Giận cá chém thớt à? Không ạ. Nếu không làm được ấy thì nói với tôi để tôi bảo người khác. Dạ em làm được ạ. Thế thái độ vừa rồi là gì? Dạ vì em giận bản thân mình ạ. Vì em đã không tìm được cách thuyết phục chị Diễm ký hợp đồng, làm cho sếp không vui. Em xin lỗi sếp ạ. Nếu phẫn nộ vì công việc ấy thì là tốt. Tôi tưởng cậu bất mãn với tôi vì một lý do nào đó mà không dám nói ra. Có không? Dạ không ạ. Nếu có ấy thì cứ mạnh dạn nói ra. Tôi sẵn sàng lắng nghe mà. Còn có mà không nói ra thì đấy gọi là hèn.